Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay đón hẹn lại lên các bạn á, chúng ta lại có một đợt đó là dịp Empower, sự kiện Empower Happy Hour giúp cho chúng ta có thể là nâng sao cho những chú rồng phải không các bạn. Và cũng là thời khắc quan trọng khi mà mình sẽ cho chú rồng Megan mà chúng ta đã chờ đợi bấy lâu nay lên 5 sao các bạn nhé. Nhưng mà trước đó thì như thường lệ mình sẽ review về sức mạnh của chú rồng Megan khi mà chúng ta đã đạt được là 4 sao nha các bạn. Ok, mình sẽ finish ở chú rồng này luôn. Wow, rất là mong chờ phải không các bạn. Và sau khi kết thúc của chú rồng Megan, chúng ta sẽ đến lại một chú rồng khác, đó chính là chú rồng Rampage các bạn nhé. Ok, với chú rồng Rampage Berserker sẽ là chú rồng tiếp theo được lựa chọn. Và nếu như mà dịp sự chúng ta vẫn còn kéo diễn ra nhiều đấy các bạn á, thì cứ đà mà tiến tới thôi các bạn á. Ok, bây giờ mình sẽ tìm đến chú rồng Negan ở trong bộ box của mình nha các bạn. Wow, mà không ngờ là chúng ta có một cái bộ box mới ở đây và có thể là lấy thêm được một cái vật phẩm, trời ơi, của gọi là những chú rồng trong đây luôn các bạn á. Nhưng đó sẽ là câu trả lời khi mà chúng ta hoàn thành bộ box này sau khi kết thúc và đua lấy chú rồng 2 Essence Supreme nha các bạn. Ok, và chú rồng Negan chúng ta thì sẽ ở bộ box của những chú rồng thuộc dòng là The Walking Dead nha các bạn. Ok, và đây các bạn á, Negan The Dragon với tên gọi Đại Ca Thợ Săn. Bây giờ thì mình sẽ nâng trò nãy lên level 60, quá là tuyệt vời đi mà. Yeah, và sức mạnh đã điểm các bạn nhé. Với sức mạnh như hiện tại thì có lẽ là việc mà chúng ta giao tranh ở... Khoan đã, giao tranh ở đâu? Ui dồi ôi, nhắc tới việc giao tranh thì mình mới nhớ ra là ở trong Liquid chúng ta đang chờ để mà làm nhiệm vụ. Nên là chúng ta không thể giao tranh ở trong đây các bạn nhé. Nhưng mà cũng có thể, cũng có khả năng. Nếu như là chúng ta để nhiệm vụ này sang ngày mai rồi bắt đầu mới làm các bạn nhé, chắc là nên như vậy nhỉ. Đấy, thì nói chung á, là vì dịp của chúng ta thì hiện tại mình đang đua lên là lap 13. Và xong lap này chúng ta đến nhiệm vụ là cây lai và xong cây lai 3 tiếng đấy các bạn nhé. Thì sẽ đến là nhiệm vụ nói chung răng nanh. Sau đấy thì quay cái skip tù binh vẫn còn xa các bạn. Vậy thôi, cứ đánh gỡ chiếc thuyền thoải mái phải không các bạn nhé. Chúng ta phải thật là dứt khoát, thật là sát phạt phải không các bạn. Ok, người ta nói là sát phạt quyết đoán các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào đây để mà lĩnh giáo sức mạnh trước nha các bạn. Để mà chúng ta có một cái gọi thời gian làm quen với chú rồng Megan khi mà đã lên là 4 sao. Và chú rồng Megan thì các bạn còn đã biết rồi đó, với sức mạnh của gọi là dòng The Walking Dead, chúng ta sẽ có một cái skill mà những chú rồng khác trong dòng cũng sẽ có, đó là skill dựng khiên. Đấy, và sau khi mình dựng khiên thì nói chung mình vẫn gây sát thương nha các bạn. Và chúng ta có 3 lớp bảo vệ giúp cho chúng ta có thể là chặn được những đòn đánh giảm đi lượng sát thương tương đương khoảng tầm là 25%. Và với những cái đòn sát thương mà chí mạng thì giống như là được giảm 50% trở lại cái đòn đánh là không chí mạng vậy đó các bạn á. Ok, ngoài ra chúng ta còn có một cái skill đặc hữu của chú rồng. Nói chung là mỗi chú rồng có một skill khác nhau nha các bạn. Và đây, đặc hữu của Negan đó là skill hấp huyết các bạn nhé. Đấy, mình sẽ có thể là hấp huyết được lượng máu khoảng tầm là 80% nha các bạn. Skill hồi cũng khá là nhanh trong vòng 2 turn. Cho nên gọi là chú rồng Negan được đánh giá là chú rồng mạnh nhất trong dòng The Walking Dead nha các bạn. Ok, và như thế là chúng ta đã có được cái nhìn đầu tiên về anh chàng này. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong Liquid đánh thôi các bạn nhé. Cái sự đầu tư. Rồi, ở đây thì mình tin chắc là chú rồng Đại Ca Thợ Săn Negan đã trở thành chú rồng gánh team ở hệ gọi là Happy rồi các bạn nhé. Và phối hợp với chú rồng Đại Ca Thợ Săn, ta cũng cần support cho nấy, và nấy vẫn chưa hoàn toàn là lên được 5 sao nha các bạn. Nên có lẽ chúng ta sẽ phái một chú rồng gọi là Redemption đến để mà bảo vệ nấy các bạn ạ. Rồi, và thêm một chú rồng ở đằng trước, không cần là quá mạnh đâu các bạn nhé. Có vẻ như là sẽ cho chú rồng mắt đỏ đi. Ok, với đội hình này hy vọng là sẽ không có thất bại các bạn ạ. Ok, hy vọng là như vậy. Và giờ thì mắt đỏ đang đối mặt với chú rồng Lush God.
Tất nhiên là để cho chú rồng Negan chúng ta ra tay rồi, có cơ hội thế mà. Rồi, ra tay đi nào với skill của mình. Đấy, một đòn đánh chí mạng bay màu luôn. Và anh ta dựng được một cái khiên rất là chắc chắn, khiến cho đối thủ muốn tấn công vào cũng phải xin phép. Ui dồi ôi, đầy máu luôn. Wow, không ngờ gọi là chú rồng đi gần ta đã mạnh đến mức này rồi các bạn nhé. Có thể là gồng mình đánh với đối thủ. Đối thủ bị giảm đam quá là nhiều, nhưng mà đi gần ta vẫn chưa được nhắc mơ. Đây là điểm yếu hiện tại của anh ấy. Ôi, thì ra đó chính là một đòn đánh chí mạng các bạn nhé. Không sao, dựng khiên. Lần này thì khiên sẽ bảo vệ cho những người đồng đội ở phía sau. Đấy, trời ơi, giảm đam cực kỳ luôn. Mà nhiều khi là những cào cào, khi nào là cào luôn cho đồng bên kia không nhỉ? Những cào cào xuất trận bên kia sử dụng đòn đánh chí mạng, nhưng bị cái khiên chặn, trời ơi, quá là ghê các bạn. Khiên này chọn chặn những cái đòn đánh mà nó chí mạng thì phải nói là quá ngon thôi rồi luôn các bạn nhé. Đáng lẽ chúng ta phải bị gọi là cỡ 60 mấy ca đam mà được khiên chặn đấy các bạn nhá. Đấy, nếu không ta hãy xem kỹ pha này nha. Hết khiên rồi nè. Đấy, 70k đam luôn. Trời ơi, quá là ghê gớm. Đúng là một chú rồng support quá là uy tín đi các bạn. Thuộc gọi là top đầu luôn. Đấy, mà còn mạnh nữa chứ. Còn có skill để mà tự mình gọi là chống phá, tự mình bảo vệ, hồi máu lên, đánh bại đối thủ. Mà còn thuộc về hệ Happy mà hệ chúng ta chưa có được sưu tầm nữa. Đúng là cái sự lựa chọn mà nó quá là hoàn hảo đi các bạn ạ. Trong cái giai đoạn này. Ok, và đó sẽ là trận đấu thứ hai dành cho chú rồng Negan. Khi chúng ta đã kết thúc trận đấu thứ nhất trong một sự quá là vinh quang, quá là ánh sáng chói lóa đi các bạn ạ. Nhưng lần này thử thách thực sự mới tìm đến với chú rồng Negan. Khi đối thủ của chúng ta là một chú rồng có hệ lửa, anh ấy sẽ đánh hai lần sau khi đi gần ta ra tay. Đó là một điều chúng ta không hề muốn các bạn nhé. Nhưng không sao, mình nếu đã như vậy rồi thì mình xin phép cho chú rồng bên kia ăn trước là một cái đòn đánh của chú rồng mắt đỏ. Đấy, rồi giờ thì gọi là mới lấy về cái lợi thế nguyên vẹn cho chúng ta. Ok, vào đây đánh hai phát đi. Tôi có khiên, và khiên đã chống đỡ được hai phát một cách rất anh dũng các bạn nhé. Và vì chúng ta không có Reaper, chỉ cần khoảng tầm là trong đây 6% thì chịu rồi, cần khoảng tầm là 3% thì chắc cũng sẽ gọi lượt bỏ được ai đó, và chắc là không rồi. Nhưng không sao, với sự sát phạt của chúng ta thì trong pha này cứ đánh tiếp luôn, cứ tiến lên về phía trước. Trời ơi, đã được thêm một đòn đánh. Và đây, hấp huyết, cơ hội lực kèo. Đúng rồi, hồi máu lên. Đấy, và thêm cái khiên nữa, thứ gì chịu cho nói. Ui rồi ôi, có khiên vào chắc chắn cứu được pha này. Đấy, thêm một đòn đánh chú rồng kia mà đánh không tới là mình thấp huyết luôn á. Thôi rồi, nhưng mà chú rồng kia hình như là đánh chí mạng rồi sao ấy. Mình có cảm nhận được sát ý đến từ chú rồng kia là rất nhiều các bạn ạ. Là rất nhiều, nhưng mà đã bị khiên đã chặn lại rồi. Đấy, ví dụ khiên mà không chặn đi, bạn hãy xem thử pha này nha. Chặn là 36k, không chặn là 68k liền. Trời ơi, bay màu luôn. Đó, Negan mới lù lù xuất hiện. À, chú rồng này được lấy, được đấy, hồi máu lên đầy cái đá, thêm một pha nữa cái đá. Mà chú rồng này hình như là đang bị thôi gọi là nép tốc độ các bạn á. Không sao, chính vì như vậy nên một đòn dựng khiên nè, 44k rồi các bạn á. Quá ghê gớm, quá đã đi các bạn á. Sức mạnh của chú rồng đi gần đã được một phá lên một cái tầm cao mới. Yeah, ở đây thì mình sẽ trừ lại 3 cái trận liquid ở đây để mà ngày mai sau khi mình đánh xong 3 trận ở đây là tiếp tục mình sẽ được đánh thêm 3 trận nữa ở bên kia nha. Mình sẽ ăn được 6 trận. Đấy, nên là chúng ta sẽ trừ lại một trận ở đấy. Vậy thì tiếp tục muốn thấy được sức mạnh của Negan chúng ta phải vào đâu đây các bạn? Vào đây, ui dồi ôi, đến rồi, đến là lúc chúng ta gọi là trả lại mối thù năm xưa rồi. Hồi xưa gọi là thế nào mà vào đây rồi không cho, ta đánh không lại. Giờ đây, chúng ta đã quay trở lại vào lời hại hơn xưa rất nhiều rồi. Bây giờ thì ở bên đây thì chắc là hai chú rồng Redemption. Để làm gì mình cũng không biết, nhưng mà thôi cứ để vào đi. Và đó sẽ là Redemption level 40 nha. Đấy, và tiếp tục cũng là một chú rồng Redemption level 40 nốt luôn. Rồi, đó là cầm đao và cầm rìu. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải đối mặt với những chú rồng bên kia thôi các bạn á. Với lượt đầu tiên mình có thể là tiên hạ thủ di cương. Không, mình sẽ không làm như vậy. Thì làm như vậy thì lỡ mà đam không tới thì chúng ta mệt đấy. Thử xem nha. Tới không? Tới dư luôn các bạn. Ui ôi.
đạp dư luôn. Vậy thì ơi giời, ơi giời ơi, ui áo áo áo, phát khi nãy thì lên 104, phát này xuống còn 87. What, ảo thiệt sự các bạn, ảo tương chảo. Đấy, trời ơi, giờ ni gần là chúng ta đủ sức solo các bạn. Ui đấy, các bạn thấy không, chúng ta gọi là đã dư sức để mà solo với ba chu rồng bên kia. Đấy, chiến thắng chung cuộc đã thuộc về ni gần, đã chứng minh được cái sức mạnh của mình rồi nha các bạn. Đấy, rồi đấy chúng ta thoát ra để mà bảo toàn quest các bạn ạ. Hoặc nếu như mà các bạn gọi là muốn kiểu mà thấy đánh quét, đánh poop, đánh rất là đã, rất là mê ly luôn, thì vẫn có một cách các bạn ạ. Cách của chúng ta đó sẽ là tắt wifi rồi sau đó chúng ta đánh thoải mái luôn các bạn ạ. Đánh tới khi nào mà gọi là những chu rồng kiểu yêu cầu thêm rồng mới thì dừng lại cũng được. Vì chúng ta sẽ thoát ra và vào lại, lưu lại cái quá trình mà chúng ta chưa tắt wifi nha các bạn. Nhưng mà đó thì sẽ để cho một cái trận chiến khác. Còn bây giờ sau khi mà Negan đã gọi là thể hiện được sức mạnh của mình, wow, thuyết phục đi, để mình xem thử là trong Run Arena liệu rằng chúng ta có vào đây đánh được không nha các bạn. Như là phải có hiệp bua, thế thì không được rồi, hiệp bua không phải là thuộc sở trường của Negan. Rồi chúng ta sẽ gọi là vào trong đây và em Power thôi nào. Ok, nhìn lại số lượng off của mình thì mình đang có là 3k off. Và sau khi mình nâng cho chú rồng Negan xong á, là mình sẽ xuống còn 2k2 off. Và tất nhiên rồi, 2k off là đủ để mà nâng một chú rồng Legend từ không có sao nào lên 5 sao. Và đó sẽ là số phận của chú rồng Rampire tiếp theo nha các bạn. Ok, nâng thôi nào. Ui dồi ôi, thời khắc này đã đến các bạn nhá. Wow, thời khắc chú rồng gọi là Negan được nâng lên 5 sao. Quá là đã đi các bạn nhá. Chờ xem 4 ngày nữa sẽ có kết quả nha các bạn. Yeah, đấy, và như thế thì những lúc chúng ta có hệ nước nè, đấy, hệ lửa nè, và bóng tối thì sẽ có Negan gọi là ở bên cạnh xua tan đi, gọi là nói chung là nhiều điều phiền muộn các bạn á. Và kể cả là gặp những chú rồng nào mà kiểu là chúng ta khắc chế đấy các bạn, thì cũng có thể là đánh bại những rồng đấy. Như là gặp những chú rồng hệ scale trâu quá đi, thì có ngay chú rồng Negan. Một phần nào đấy cũng khắc chế những chú rồng Kama ở vấn đề là chúng ta kiểu mà hay bị những đòn đánh chi mạng ấy, thì sẽ giảm đi sát thương của những đòn đánh đó, phải không các bạn? Ok, và giờ thì sẽ vào trong đấu trường nha. Quét đánh rồi, language, và bây giờ vào trong đấu trường để mà xem thử trong đây có gì hot không nha các bạn. Wow, trong đây thì nói chung là mình đã tiếp tục cái vòng quay và lại đánh với bảy chu rồng này. Ok, mới đội hình thì cũng khá là ưu việt các bạn ạ. Thiên sứ đã sử dụng cho mình những đòn đánh và đánh lan. Yeah, và thế là chúng ta chỉ còn thiếu chúa hề nữa thôi. Không sao, thì mình cứ đánh theo cái phong cách là phong cách Orcana nha. Đấy, phong cách Orcana này. Trời ơi, xong rồi lại quay về không? Xong rồi đến chỗ này đi. Đấy, và copy nè. Nếu mà chúng ta được copy gọi là chiêu thức mà đồng đội vừa sử dụng thì nó quá là hay đi các bạn ạ. Đây là copy chiêu thức mà đối thủ vừa sử dụng. Đấy, ok, một chu rồng đã ra đi. Bây giờ thì chỉ chờ cái skill của chúng ta hồi nữa đó, hồi skill lại rồi. Thì sao các bạn? Thì chơi, ui rồi ôi, đã phải có người ra đi các bạn nhé. Dưới chiêu thức với sự càng quét mạnh như thế này và lượng máu trâu như thế này đấy, thì chú rồng bên kia đâu có cơ hội đâu các bạn nhé. Yeah, ôi, đây rồi, chính nó, chú rồng Orcana cuối cùng, nhưng mà hy vọng là chú rồng đấy sẽ vẫn là ở đấy, không có bị sao trước những đòn đánh chúng ta. Không biết chú rồng bên kia có bị lại đòn đánh mình không nhỉ? Xem gọi là sức mạnh EQ bên kia xem các bạn, sao lại không? Không có bị lại các bạn nha, hay là máy điều khiển này là chưa phải là điều khiển ở mức tối đa công suất rồi các bạn ạ. Ok, không sao, đó là vấn đề của chú rồng bên kia. Và thực ra thì nếu mà mình cho chú rồng thần rừng ra thì bên kia chắc phải sao chép nhỉ, vì xài skill hệ băng để mà sao chép lại skill thần rừng. Ok, cho bên kia cơ hội nha. Ok, đừng làm chúng ta thất vọng nha. Copy đi, đó. Rồi. Ôi ôi, nhưng mà thực tế thì không gây sát thương chúng ta, nhưng mà vẫn gây sát thương cho đồng đội và hồi lên máu. Đấy cũng là điều mà mình đang chờ đấy các bạn. Mình chờ điều đấy để làm gì các bạn?
Để làm gì thì các bạn biết rồi, thì mình lại copy thôi. Ui giời ơi, không ngờ chứ gì, không ngờ chứ gì. Một tình huống mà quá là out đi các bạn ạ. Một tình huống mà không ngờ chứ gì. Ui giời ơi. Rồi mình kia cay lắm. Đây nữa nè, thêm cái đòn đánh Orcana lên, chung là lên sức mạnh của chúng ta nữa nè. Hai phát hủy diệt. Nhưng mà bạn ơi, ôi bạn ơi, mình đang chờ đấy. Vào đấy. Ui, rồi rồi rồi. Thì chú rồng mà đây mình cứ muốn cho chú rồng kia ra mà không được các bạn. Hai chú rồng Nanma Vương thần rừng lại đầy máu. Thật là khó hiểu các bạn ạ. Đó là pha đỉnh cao phong độ để chúng ta đã có một pha quá lươn lẹo đi các bạn ạ. Khiến cho hai chú rồng phía sau không được ra luôn các bạn. Nhất là Orcana đang chờ ra để mà phô trương sức mạnh, cũng không có cơ hội để mà làm được điều đó. Thật sự quá là nghiệt ngã, quá là cay đi các bạn ạ. Cày quá đâu làm việc gì đâu. Ôi cái gì đây, phái chú rồng này xuống level 70 để mà diệt xác chúng ta ư? Ôi không nha. Đấy, dù bạn là ai hãy, chúng ta vẫn sẽ cho bạn tiếp chiêu này. Ghê đấy các bạn. Mình sẽ combo mẫu mực cho các bạn. Đấy, mình sẽ để cho khó khăn có thể băng kìa. Không xong rồi, không xong rồi, pha này là thôi kệ đi, combo mẫu mực hai. Bằng giá thì bằng giá chứ mà sao mà gọi là một đòn hủy hoại được chúng ta được. Đấy, thêm một lần nữa cũng không được các bạn. Nhưng mà không có cơ hội rồi. Bây giờ chẳng có cơ hội để quay trở lại không. Ok, và nhiều đó thời gian cũng đã đủ cho thiên sứ lại hồi lại skill của mình. Mời bạn vào đây. Rất may mắn. Đấy. Quá ghê gớm luôn. Và không biết được là chú rồng Corrupted Chaos có cơ hội để mà ra sân không. Tùy thuộc vào gọi là ui rồi thuộc vào chúng ta các bạn ạ. Rồi vậy thì cho chú rồng kia một bất ngờ đi, lại thêm một pha gọi là mưu trí các bạn ạ, để xem thử nha mình có hồi skill kịp không. Đấy và xem thử nào. Và đó là ui rồi ôi chưa hồi skill kịp các bạn, một tên nữa, một tên nữa thôi là mình hồi xong skill này là cho chú rồng kia gọi là còn cái nịt rồi. Ôi giời ơi. Thật không ngờ các bạn đã có cơ hội để mà xuất hiện, nhưng mà để xuất hiện để mà nhặt lấy một cái đòn đánh còn đau hơn so với lại là ở trong nữa. Quá là số nhỏ đi các bạn ạ. Ok, không ngờ đội hình mạnh đến mức mà bào cho mấy chú rồng bên kia trở thành gọi là nói chung là một sàn diễn luôn các bạn ạ. Rồi và giờ thì đối đầu với hai tên địch và thêm chú rồng hồi sinh và cộng thêm chú rồng đỏ tim mây bên đây. Mình nghĩ là đã đến lúc cho hai Titanic chúng ta đối kháng với nhau rồi. Đấy, đây cũng là chú rồng mà chúng ta có thể sử dụng trong mùa run Shadow ở trên đây nha. Mình cũng có đá luôn mà. Ui rồi ôi, combo cơ bản. Combo cơ bản. Đấy. Chú rồng bên kia thì bị gọi là giảm sát thương vì chúng ta bị khắc hệ các bạn nha. Nhưng mà không sao, với cái combo mình khá là cơ bản thôi. Đấy. Wow, được đánh thêm phát nữa nè. Ôi thần đá ơi. Rồi thần đá vào tầm ngắm rồi. Mình đánh xong cái đòn này là thần đá không còn gì để nói. Nói gì nữa đi nào. Nói gì nữa đi nào. Ôi giời ơi. Và đây. Ha ha ha. Đừng trách ta. 12% á. Cùng vẫn sống các bạn ạ. Nhưng mà mình xài skill đá. Bên kia có xài lại không? Câu trả lời chắc là không rồi. Xài skill chí mạng chứ. Ôi trời ơi. Ôi bạn ơi, hai đòn đánh chí mạng giá như có cái khiên đỡ của chú rồng Negan thì thần đá của mình có vẻ như chắc là cũng có khả năng là không cần phải, nói chung là chắc chắn là không cần phải dùng đến bơ hồi sinh rồi. Nhưng mà không sao, ấy chỉ là màn dạo đầu thôi. Bây giờ thì mình đã hồi lại skill ở đây rồi. Nào, mình trả giá thôi. Đấy. Nhưng mà mình cũng bội phục chú rồng này máu trâu đấy. Do chú rồng này có hệ lá và chống đỡ được cái đòn đánh từ hệ lá đến từ chú rồng thân rồng các bạn ạ. Hèn gì chú rồng đó có thể là sinh tồn đến thời điểm hiện tại. Quá là ghê gớm. Và mình đang phải đối mặt với một chú rồng mà đang liên tục có những đòn đánh cái gì ấy. Mình đánh mạnh vậy, 156k luôn các bạn ạ. Có những đòn đánh chí mạng vào người mình. Mà thế nào mình vẫn đỡ như chơi các bạn ạ. What? Rồng thiên sứ. Well, quá là ghê gớm đi mà.
Thiên sứ vẫn không ngại từ bỏ các bạn nhạc. Ủa khoát, mình còn một miếng máu nè, sao mình không xài cái skill đấy nhỉ? Đấy, mình không xài cái skill kia cho vui nhỉ? Rồi, hồi máu lên nào. Đấy, ok. Đấy, chơi vui không? Vui không? Ha ha ha. Mình vừa hồi máu lên nhưng mà có vẻ như là không có tiếp nổi một cái đòn đánh tiếp theo ở bên kia. Vì bút môi trường nói là không nha. Nhưng mà ôi bạn ơi, nhớ mặt mình không? Nhớ mặt mình không? Nhớ mặt mình không? 200k nhẹ nhàng đút túi các bạn ạ. Rồi, cái gì? Và bây giờ lại gặp thử thách đến chu rồng Raikama Dragon 2 Tesseract. Được, vô mod. Thử xem gọi là cái pha thử thách khó này có đi vào lòng người không hay là đi vào lòng đất nha các bạn. Cái gì? Mình chưa đánh trước rồi. Mình đánh nhẹ một đòn trước, hy vọng là không lóc. Rồi, và giờ thì cho lóc đấy. Nào, ui ôi, đỡ được. Tới rồi, mất chỉ mất 67k thôi. Hay đấy, khá hay, khá khen. Nhưng mà, ôi bạn ơi, khoan, lỡ lóc hai phát liên tục sao nhỉ? Nghi lắm các bạn ạ, lóc đi. Ui, không lóc rồi. Rồi, đã xác định, đã vào ngưỡng báo tử các bạn nha. Đấy, 5 phát, đỡ được 3 đi. Ui trời ơi, đỡ được 2, cũng chịu các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với thân rắn. Ho, làm gì tôi đây? Nào, tiến đây, tiến tới đây. Mình vẫn sẽ chờ đối thủ đánh mình thêm một phát nữa. Hồi máu lên cho nó dày các bạn ạ. Đấy, ok. Wow, vẫn hồi không được nhiều cho lắm. Nói chung là giống chú rồng của chúng ta thì rất là nhiều. Tại vì mình có gắn thêm bơ máu á. Còn đối với chú rồng gọi là Legend thì chúng ta hồi nhiều nhưng mà kiểu mà theo cái cây máu bình thường thôi. Chứ bây giờ là cây máu đang là cây máu cường hóa các bạn. Cường hóa bút từ môi trường, chúng ta nhìn thấy nó sẽ không có nhiều. Đấy, nhưng mà thật ra nó vẫn nhiều nha. Đấy, còn với chúng ta thì nó khác các bạn ạ. Rồi, ố là la, và trận đấu cuối cùng sẽ gặp ngay là chú rồng Deathlock Plasma và chú rồng Arcana. Cuối cùng thì các con vài điểm. Ôi, cái chú rồng kia mình gọi là để trong đó rồi. Nên giờ sao chép cách vào trong kho rồi các bạn ạ. Phải làm sao, phải làm sao. Ồ khoan. Ây, mệt nha. Được, mày quá. Thần đá xuất hiện như một phao cứu sinh. Phải làm gì đây? Cho chú rồng kia biết thế nào là sự chí mạng. Ok, bình thường anh chơi chiêu đá mà. Thì phải đổi gió chứ. Ừ, rồi và vào tầm ngắm. Đấy, đừng nghĩ mình dễ thương mà dễ bắt nạt. Đấy, ok. Đó, xong rồi, một pha gọi là hồi lên đầy máu cái đã. Cái gì? Sao chú rồng này gọi là có skin lạ thế nhỉ? Đây rồi, cho chú rồng này ra có nên combo cơ bản không? Đấy, combo cơ bản đi các bạn ạ. Đấy, trời ơi. Combo cơ bản mà đánh vào mặt hai lần các bạn, đánh thêm đây nữa 3 lần mà có vẻ như chúng ta hồi lên đầy lại máu vậy. Đầy lại máu, ui rồi ôi. Combo cơ bản dữ chưa? Wow, mà hồi lại skill này rồi. Sao chúng ta hồi nhanh thế giờ? Ba stun thẳng hôi mà các bạn. Ta-da. Ok, vậy gặp chú rồng này. Ui giời, lấy độc chi độc á. Vậy sao? Ok nhá. Vì em ơi đừng khóc, bọn tổ chức mắt sẽ bắt em đi này các bạn ạ. Đấy, trừ là chưa để làm gì. Còn lượt á. Ôi, mình chắc là còn 2 turn nữa. Đấy. Mình sẽ chờ và xài skill kia nha. Chờ và xài skill đặc biệt thứ hai vì skill này mình ít xài. Rồi. Chuẩn bị rồi các bạn. Em ơi đừng khóc, bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Ok, và đó là gần 200k sát thương nha. Skill đấy mình ít xài tại vì skill đầu tiên bá quá. Thành ra là lâu lâu mới có dịp xài skill đấy mà cũng khó để mà chúng ta xuống lượng máu thấp hơn cái ngưỡng là 3% đấy các bạn. Chứ không là còn dữ nữa. Là trời ơi, cặp phim anh dữ. Ok chưa các bạn? Đấy. Và có lẽ là video của mình đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.